Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, theo diễn biến của đời sống hàng ngày, việc sinh hoạt chăn gối đang ngày càng ít hơn về tần suất, ngắn hơn về thời gian và giảm hơn về chất lượng. Vậy nguyên nhân của những vấn đề này đến từ đâu? Nhiều người cho rằng vấn đề là do cuộc sống ngày càng gấp gáp hơn, xô bồ hơn và con người càng có ít thời gian để nghỉ ngơi hơn. Tuy nhiên thực tế không chỉ có như vậy, nó còn ảnh hưởng bởi nhiều nguyên nhân khác. Trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những nguyên nhân này nhé. Quý vị thân mến, nguyên nhân đầu tiên dẫn tới những chỉ số về tình dục giảm là do con người đang lạm dụng và phụ thuộc vào các thiết bị điện tử. Trong thời đại Internet, ngày càng có nhiều người nghiện điện thoại di động, máy tính bảng và mạng xã hội. Nhiều nghiên cứu cho thấy điện thoại và mạng xã hội đang thực sự là vấn nạn đối với sức khỏe của con người. Và nó cũng là tác nhân gây ra hiện tượng suy giảm ham muốn ân ái ở con người. Theo một số thống kê cho thấy, người Việt đang sử dụng điện thoại và mạng xã hội trung bình 5 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và đặc biệt ở thời điểm mà họ gắn với điện thoại, mạng xã hội nhiều nhất là từ 20 giờ đến 0 giờ đêm. Trong khi đó, đây là thời gian gần như là duy nhất trong ngày các cặp đôi có cơ hội được gần gũi và làm tình với nhau. Vì vậy, muốn tăng các chỉ số tình dục thì cần phải sử dụng các thiết bị điện tử và mạng xã hội một cách hợp lý. Nguyên nhân thứ hai đó là không uống đủ nước. Việc hydrat hóa đầy đủ trong cơ thể là rất quan trọng đối với chất lượng quan hệ chăn gối. Khi bị khô miệng, bạn sẽ ít có hứng thú tình dục với bạn tình. Uống đủ nước có thể cung cấp chất bôi trơn tự nhiên cho quan hệ chăn gối. Cơ thể của con người là 70% là nước. Chúng ta đều được nghe câu này. Nhưng trái ngược với việc sử dụng thiết bị công nghệ thì việc uống nước của con người càng ngày càng ít đi. Quý vị tới bệnh viện, các bác sĩ đều khuyên là nên uống nước nhiều hơn, bởi vì nó có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của con người nói chung và tình dục nói riêng. Nguyên nhân thứ ba đó là ăn quá nhiều và quá no. Con người đang đi ngược lại với yếu tố tự nhiên. Ví dụ người ta khuyên rằng là nên nâng cao chất lượng bữa ăn vào buổi sáng và giảm dần vào các bữa ăn tiếp theo, đặc biệt là bữa tối. Tuy nhiên thì bữa sáng hiện nay quá kém vì con người ít có thời gian để thảnh thơi thưởng thức bữa sáng tốt nhất. Thay vào đó, bữa tối lại là bữa đầy đủ nhất, thịnh soạn nhất. Việc ăn quá nhiều và quá no vào bữa tối thì khiến cho khả năng vận động của cơ thể giảm đi, cảm giác buồn ngủ sau khi ăn uống tăng lên. Hệ quả này dẫn tới việc thân mật giữa các cặp đôi cũng sẽ biến mất và nó sẽ làm suy yếu ham muốn thân mật của bạn với bạn tình. Nguyên nhân thứ tư đó là mặc quần áo đi ngủ. Đây là nguyên nhân mà ít người biết rằng nó sẽ làm giảm nhu cầu ham muốn. Không có gì quyến rũ hơn một cặp đôi khỏa thân ngủ trong vòng tay nhau. Sự tiếp xúc da thân mật giữa vợ và chồng có thể khơi dậy niềm đam mê tình yêu tốt hơn bất kỳ bộ đồ lót hay bộ quần áo ngủ tinh xảo nào. Việc thường xuyên mặc quần áo đầy đủ, kín đáo lên giường ngủ thì sẽ làm cho sự hấp dẫn trong mắt của đối phương giảm đi và nhu cầu muốn quan hệ cũng giảm đi, quý vị nhé. Nguyên nhân thứ năm đó là do thiếu ngủ. Thiếu ngủ là một trong những vấn đề nghiêm trọng của con người hiện đại. Trong khi tiêu chuẩn ngủ 8 tiếng một ngày thì một tỷ lệ lớn con người hiện nay chỉ ngủ 4 hoặc 5 tiếng một ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng là những cặp vợ chồng không thể ngủ đủ giấc sẽ có tần suất quan hệ chăn gối giảm đáng kể và thậm chí trong khi làm tình còn gây lo lắng, mệt mỏi và bồn chồn. Đảm bảo giấc ngủ đầy đủ cũng tương đương với việc là đảm bảo đủ năng lượng cho cuộc sống vợ chồng sẽ tràn đầy năng lượng hơn, thoải mái hơn trong thời gian sinh hoạt chăn gối và có thể lực tốt hơn. Vì vậy,
Bạn phải ngủ đủ ít nhất là 7 tiếng mỗi ngày để nạp đầy đủ năng lượng cho tình yêu của mình. Không chỉ là ngủ đủ giấc, ngon giấc để cải thiện chất lượng tình dục mà nó cải thiện đáng kể cho sức khỏe và tinh thần của con người. Nguyên nhân thứ sáu đó là con người đang bỏ qua những ham muốn bản năng. Kích thích giác quan là cách khơi dậy niềm đam mê giữa những người đang yêu hoặc những cặp vợ chồng một cách bản năng nhất. Nhưng trên thực tế thì những cái này đang mất dần. Càng ngày các cặp đôi càng thiếu những cái hành vi kích thích nhau bằng giác quan mà thay vào đó là bằng hành động lời nói. Khánh Ngọc ví dụ như thế này, người phụ nữ chủ động có những cái động tác khoe bộ phận nhạy cảm hấp dẫn trước một người đàn ông để dụ dỗ người đàn ông của mình. Điều này sẽ tốt hơn nhiều so với việc là kéo tay bạn tình lên giường hay là ra lệnh cho bạn tình phục vụ mình. Những ham muốn bản năng cần được chủ động thực hiện nhiều hơn, thường xuyên hơn để tạo ra một cái thói quen kích thích giữa các cặp đôi chứ không phải là cái hành vi bị động. Nguyên nhân thứ bảy đó là cuộc sống hàng ngày quá nhàm chán. Ở bên nhau một thời gian dài, cuộc sống trở nên buồn tẻ, nhàm chán, dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Nhiều người có suy nghĩ tiêu cực sẽ cảm thấy bế tắc. Lúc này thì các cặp đôi cần thử một số điều mới để điều chỉnh cho phù hợp với cảm xúc của mình. Có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó mới mẻ, chẳng hạn như là đi du lịch, thường xuyên hẹn hò cà phê hay là ăn tối bên ngoài, hát hò cùng nhau. Những trải nghiệm cuộc sống thú vị thì có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai bên và nó biến cuộc sống của bạn trở nên sôi động hơn. Nguyên nhân thứ 8 đó là thiếu tập thể dục. Nhiều người không có thời gian để tập những cái môn thể thao yêu thích. Tập thể dục quá ít thì sẽ khiến cho đời sống tình cảm giữa cặp đôi là rơi vào cái tình trạng là bế tắc hay là cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống. Vì vậy, nếu bạn muốn đổ mồ hôi trong phòng ngủ thì hãy bắt đầu bằng việc đổ mồ hôi trong phòng tập thể dục. Nếu bạn không có thời gian để đá một trận bóng thì có thể dành 15 phút mỗi ngày tập thể dục tại nhà hay là chạy bộ vào buổi sáng. Khi mà bạn duy trì được cái thời gian tập thể dục đều đặn, các bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trong đời sống chăn gối của mình. Nguyên nhân thứ 9 đó là đánh giá thấp sự kỳ diệu của sự vuốt ve. Cách hiệu quả nhất là tìm ra những vùng nhạy cảm của nhau và sử dụng chúng để khơi dậy và kích thích ham muốn đó chính là vuốt ve. Dành thời gian vuốt ve cơ thể bạn đời và lướt ngón tay lên những cái vùng nhạy cảm của bạn đời là cách nhanh nhất để khơi dậy cái ngọn lửa tình yêu. Nhưng cũng như những nhiều nguyên nhân khác thì các cặp đôi nói chung đều đang có quỹ thời gian rất là hạn hẹp dành cho cái việc này. Họ có thể ngồi cả tiếng đồng hồ với cái điện thoại nhưng không thể dành được 5 phút để vuốt ve cho nhau. Bởi vì họ đánh giá thấp cái hành động đó. Trong khi đó, nó có hiệu quả tuyệt vời để xoa dịu cảm xúc, gắn kết con người với con người. Ví dụ một đứa bé đang khóc, bạn có thể dỗ nó nín chỉ bằng những cái vuốt ve mà không cần phải nói. Điều gì thì tạo ra sức mạnh đó? Cái này các cặp đôi cần phải hết sức lưu ý nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Khánh Ngọc đã chia sẻ với quý vị những yếu tố khiến cho ham muốn ngày càng giảm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.